chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông báo về tình hình thời tiết cho các vùng trên cả nước. Theo đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm, mưa tập trung vào chiều và đêm. Chiều và đêm 17 tháng 7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Ngoài ra, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm, mưa tập trung vào chiều và tối. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn, gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió rất mạnh. Về thời tiết trên biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, bao gồm vùng biển thành phố Hồ Chí Minh, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ trưa gió giảm dần, độ cao sóng 2-4m. Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông mạnh. Tàu thuyền và các hoạt động khác các vùng biển ngoài khơi Nam Bộ đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Sau đây là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Các khu vực khác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.